mà hôm nay ICU ra đá banh nha, vào ICU Messi. Nay là hội mời tứ phương tới tennis thì không dám nói nha, nhưng mà đá banh tôi sẽ coi Messi đá nha. Đá banh là cỡ mà anh sĩ là cũng là phải ngồi ngoài thôi đó nha. Này có mấy anh em từ Seattle, Nam Cali, Bắc Cali, Oklahoma, Houston thì đi kiếm mấy anh này. Xin lỗi anh. Anh ở đâu? Chú nói chuyện rồi đó. Nói chuyện mấy bữa nay đây anh. Đúng rồi đó. Tao đang ở San Jose. Ồ San Jose rồi, anh tên gì? Phước Anh. Phước Anh rồi, chào mừng anh. San Jose hả? Trời ơi. Có lý cho ta. Anh đến không anh? Có chút định nha. Có biết có biết giống như là mấy người Hiếu Hiển không? Hả? Biết Hiển không? Hiển hả? Hiển tennis hay Hiển đá banh? Hiển tennis. Hiển tennis không biết đâu. Rồi biết. Vậy là anh vậy là anh đánh chỗ khác rồi. Đánh vợ. Vậy là không có phải trong cái túc văn của mình. Rồi mình đi vòng cảm ơn anh. Anh này Đà Lạt. Anh này Đà Lạt để đi không kiếm mấy anh. Ồ mấy anh này thấy quen. Ở Houston phải không? Dạ đây anh Phú anh. Anh Phú anh chào. Dạ, phỏng vấn. Mình phỏng vấn cho cái cớp mình cho anh này thấy quen. Anh đi đâu? Anh đi đâu đừng được. Anh ở Houston. Anh đừng có vậy. Đúng. Anh tên gì? Em là Tên Hiền anh. Hiền. Rồi ở Houston. Vậy Houston. Đây nè ông bầu của em nè, anh chỉ cho anh đó cái nón màu trắng nha. Màu trắng. Tên Đức rồi. Chút từ từ mình tới tại mình bỏ lên YouTube cho anh em. Không được bỏ em lên YouTube nha. Không sao hết. Đánh tợ đó. FBI nó không biết đâu. Dẫn liền không. Ông bầu này ông bầu xanh hả? Tên gì? Ông bầu. Nghe, ông bầu hả? Ồ, khỏe anh. Khỏe. Này em thâu bỏ trong cái YouTube cho vui. Anh là Houston mấy anh em. Houston lên cho vui. Ờ, đông lên. Anh em lên cho vui. Ồ, ok. Houston lên đông quá hả? YouTube chúc mừng nha. Chúc mừng. Không, mà có gì cho cái kênh gì đó về để tôi cho. Đăng ký. Có. Đăng ký nhấn chuông. Cái kênh này anh nghe là anh không muốn ra register luôn. Tên là ICU Tennis. ICU Tennis hả? Ừ. Tại vì này mới xuống dưới Houston đánh tennis bữa với tụi sĩ á. Có tấm bùi rồi qua. Ừ, đúng là thấy là cái kênh này luôn. Đúng rồi, kênh này. Ờ, tụi này đi đó đi về. Không, tại em đánh tennis không, tấm bùi là khác, em là ICU. ICU. Ờ, ICU còn tấm bùi là cái kênh tennis trên San Jose. Ừ. Chúc mừng thành công nha, chúc mừng kênh. Ừ, bữa đi coi vui. Này quen. Ồ đông quá ha. Đây là Quảng Ngãi hả? Mấy anh em này Quảng Ngãi hả? Quảng Ngãi rồi, quá đã lên tên. Rồi, chúc mừng. Ở đây. Ừ. Ở đây. Quảng Ngãi A lên tên. Quá vui anh em tới đông quá. Quay banner. Banner hả? Ờ có lý á, đúng rồi. Được ba đội. Rồi. Lên đây nào anh ơi, hôm qua rồi ở chơi với mấy anh em ở anh chỗ anh đâu đây. Ok rồi, mày đá cho ta đàn hả? Quá đồ phở. Rồi vậy mày biết thằng kia cái gì? Thằng Tính. Anh. Tính đó, tao đàn đó. Con nó biết mày thấy không? Tính. Trời Tính này là nó kêu đó. Nó kêu là quá đồ phở. Rồi mày sẽ lô cho anh Hải. Ồ, ông bò ICU mang số 10 nha. Hưng em giữ cái còi phải không? Có còi, có anh Dũng hỏi giùm. Đâu còn cái còi có bị đâu? Em Dũng nè, Dũng hỏi giùm hả? Hỏi chứ ăn miếng bánh.
Ủa ai đá dai trước? Quảng Ngãi đá dai. Quảng Ngãi đá với Quảng Ngãi đá tao đàn trước từ từ. Mình nghĩ. Tại sao mình không đá trước vậy? Tại có sân. Bốc thăm hên xui chứ sao biết được. Ừ, bốc thăm hên xui. Đúng rồi ngại. Từ từ. Quảng Ngãi đụng tao đàn trước. 45 phút hả? Không biết. Mình hỏi anh em chuẩn bị ra đá nha, Quảng Ngãi đá tao đàn trước. Thấy kỹ thuật chưa? Kỹ thuật của ông bầu ICU. Đó, ghê ha. Kỹ thuật cao ha. Tao không chưa đá mà. Quảng Ngãi đó với kia chút mà. Hôm nay bạn từ Austin lên đá cho tao đàn nè. Sao ông? À này nè, bắt đầu vô lại lên nè. Có ý kiến gì không? Có. Đúng là chân tiền anh dọn đá thôi. Cái cá đầu tiên bạn vậy là. Anh ơi nè. Anh ơi nhảy vô đi. Không, mình chưa đá. Mình đã xong. Mình đã xong. Đừng có áo chưa Dũng? Vô quay đồ ăn hả? Mày có áo chưa? Lấy áo chưa? Đây có đồ banh chưa? Đây đồ banh chưa? Thấy đồ banh chưa? Không có ai giống như tennis đâu nha. Ra một ly nước cũng có nữa. Nước chuối kìa, nước cà bia có sẵn luôn, đồ ăn có sẵn luôn. À, có bia, có bia này không? Chưa, bia từ, bia tính sao? Nước thôi. Thấy à. À, anh muốn cái gì có cái đó, ok? What the fuck? Anh Khánh Hùng đá sao nghiệp nè. Anh Hùng thì tao đây, tao đá chứ Khánh Hùng tao biết. Ở đây đá chứ Khánh Hùng biết. Khánh Hùng tao biết. Lớn đông lắm tuổi nè. Tính. Phước Anh hả? Phước Anh số 1 hả? Phước Anh đứng nè. Đây Phước Anh đó hả? Quá được hở. Dữ vậy ta. Do nhà cũ cũng nhiều hả? Cũng được ba bốn năm. Tính là đàn thì chán chứ mẹ. Chán lắm rồi. Không có đá đá chân mình nó kêu đó. Vô hành về này rồi. Vô. Ở ngoài kêu. Sát vô tính. Bây giờ vô rồi chưa? Gồng lắm rồi nha. Rồi. Ngon miếng ngon ngủ.